Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiếp tục kỳ họp thứ 10 khóa 14 tiến hành thảo luận về những quy định còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Rất nhiều quan điểm ý kiến đã được đưa ra liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của môi trường. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của các quan điểm này đều hướng tới bảo vệ môi trường, hạn chế tác hại, hệ lụy xấu do con người gây ra. Thực tế, việc vi phạm trong triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường khá phổ biến, chiếm 10% các lỗi vi phạm. Hệ quả từ các báo cáo đánh giá thiếu tính toán, cẩn trọng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy. Vì thế, dự thảo luật lần này quy định khá cụ thể về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đa số đại biểu đều đánh giá cao vai trò thẩm định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh với các dự án triển khai trên địa bàn. Tôi cho là cái đánh giá tác động môi trường hiện nay là nó có những cái khó khăn từ những cái cơ sở pháp lý từ ngày trước. Thì lần này là chúng ta cũng đã có đến cái hướng là khắc phục. Thì bây giờ là chúng ta cần phải có những vấn đề là phải đi đến là phải phối hợp với các địa phương. Bao giờ cũng phải có cái phối hợp chứ không tự động làm một mình được đâu. Dự thảo luật lần này cũng quy định rõ tiêu chí phân loại dự án theo mức độ tác động đến môi trường, trong đó căn cứ chủ yếu vào quy mô và tính chất của chất thải của dự án. Một mặt chúng ta sẽ xác định những dự án nếu nằm trong tiêu chí là chất thải và tính chất quy mô lớn là chúng ta sẽ khoanh lại và tập trung quản lý cụ thể hơn, thực chất hơn. Cái thứ hai là dự án thân thiện môi trường, những dự án mà quy mô không tác động lớn và cái phạm vi ảnh hưởng không lớn môi trường thì những dự án đó sẽ bằng các biện pháp là hậu kiểm, thay bằng cái việc chúng ta từ trước nay là kiểm soát tất cả. Nhưng trong thực tế thì nhân lực, vật lực hết sức hạn chế. Thì nói như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tăng cường quản lý đối với những đối tượng tiềm năng ô nhiễm nguy cơ cao và đi đến cái hướng quản lý một cách thực chất. Dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi đang có ý kiến nên lùi lại thông qua vào kỳ họp thứ 11. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nên sớm thông qua để có hành lang pháp lý cho các vấn đề phát sinh trong công tác bảo vệ môi trường.